Thế giới bóng đá trong 3 thập kỷ qua đã sản sinh ra rất nhiều những tiền vệ tài hoa. Trong đó, nổi bật lên là một số ít tiền vệ vùng sâu hay nhất như Andres Pirlo, Xavi Hernandez. Song, có một cầu thủ mà ngay cả chính Pirlo và Xavi đều phải dành những lời trân trọng nhất. Khi lựa chọn đội hình trong mơ của Champions League, Pirlo đã không chần chừ điền ngay tên cầu thủ này và bình luận: "Con người ấy thực sự là tiền vệ hay nhất của nước Anh trong lứa thế hệ của mình. Không chỉ chơi bóng, anh ấy còn nghĩ về trận đấu. Bạn có thể thấy từng đường chuyền, từng quyết định của anh ấy đều được thực hiện bằng sự hiểu biết và trí thông minh tuyệt vời." Còn Xavi Hernandez, huyền thoại của Barca thì quả quyết: "Đối với tôi, thực sự có ý nghĩa với tôi đấy. Anh ấy chính là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất tôi từng chứng kiến trong 15-20 năm qua." Vâng, đó chính là Paul Scholes. Có thể bạn không xem ngoại hạng Anh, bạn cũng chẳng thích Manchester United, hay là bạn còn quá trẻ khi mới chập chững xem bóng đá một vài năm nay nên chẳng biết Paul Scholes là cầu thủ quái nào. Nhưng chắc chắn bạn sẽ phải để tâm đến anh nếu được lắng nghe những nhận xét từ các huyền thoại bóng đá. Zinedine Zidane, cái tên đã quá quen thuộc với chúng ta dù có muốn hay không. Đấy chính là huyền thoại người Pháp đã làm mưa làm gió ở Real Madrid, kể cả ở vai trò cầu thủ trước kia và huấn luyện viên hiện tại. Một tiền vệ tài hoa và kỹ thuật thuộc top đầu trong lịch sử như Zidane còn phải thốt lên: "Đối thủ khó nhằn nhất mà tôi từng đối đầu, Scholes của Manchester United chứ ai. Anh ấy là một tiền vệ toàn năng, không nghi ngờ gì nữa. Scholes chính là tiền vệ vĩ đại nhất trong thế hệ của anh ấy." Còn Ronaldinho, siêu sao người Brazil là bậc thầy với những pha lừa bóng ma thuật thì tỏ rõ sự ngưỡng mộ: "Tôi muốn truyền được những quả bóng như anh ấy. Ai đã dạy Scholes truyền bóng vậy? Tôi nghĩ chỉ có thể là Chúa." Không chỉ những danh thủ bóng đá trong 20 năm qua tán dương Paul Scholes, những huyền thoại bóng đá của nửa thế kỷ trước cũng phải trầm trồ khi chứng kiến anh thi đấu. "Cậu ta đủ trình độ chơi cho tuyển Brazil ấy chứ?" Socrates, huyền thoại trong Dream Team của Brazil năm 1982 nhận xét: "Tôi rất thích xem Scholes, nhìn cậu chuyền bóng, cậu trai trẻ với mái tóc vàng trong màu áo đỏ." Sir Bobby Charlton, người từng chứng kiến vô số tài năng nở rộ tại Old Trafford từ thời Max Boothby, không một ai gắn bó lâu và nắm rõ nội tình MU như ông. Chính ông từng chơi bóng bên cạnh những cầu thủ vĩ đại nhất như George Best, Duncan Edwards, chứng kiến số 7 huyền thoại Van Rossum thi đấu. Tuy vậy, những cái tên đó chẳng thể khiến ông hấp dẫn bằng Scholes. "Cậu ấy là cầu thủ ưa thích nhất của tôi trong lịch sử Manchester United", ông chia sẻ. Paul Aaron Scholes sinh ngày 16 tháng 11 năm 1974 tại Stamford, ngôi làng cách không quá xa sân Old Trafford, nhưng Manchester United lại không phải tình yêu đầu tiên của anh. Thời thơ ấu, Scholes dành cả ngày để xem Oldham Athletic chơi bóng, và mơ ước của anh là được thi đấu trên thảm cỏ sân Bowery Park chứ không phải Old Trafford. Nhưng chính thầy giáo của Scholes tại trường trung học Cardinal Langley, Mike Coffey, đã thay đổi cuộc đời anh và tặng cho Quỷ Đỏ một huyền thoại bằng vàng ròng đích thực. Ngoài nghề giáo viên thể dục thì Coffey đồng thời chính là tuyển trạch viên của Manchester United. "Tôi gọi Paul vào phòng làm việc và khuyên cậu ấy nên gia nhập học viện đào tạo của Manchester United. Tôi nói rằng đó là nơi tốt nhất để cậu ấy thỏa mãn đam mê chơi bóng. Scholes không phải là người dễ dụ, phải mất vài ngày tôi mới thuyết phục được cậu ấy chỉ đơn giản là ghé thăm học viện của Manchester United và những cơ sở vật chất, môi trường tập luyện đã mê hoặc Paul. Cậu ấy đồng ý chơi bóng cho Manchester United vì điều kiện của chúng tôi tốt hơn. Tôi biết Paul hàng tuần vẫn xem các trận đấu của Oldham thay vì tới Old Trafford xem MU thi đấu." Mike Coffey kể lại chuyện ông đã tác hợp mối lương duyên trời định giữa Scholes và Manchester United ra sao. Paul Scholes luôn là một cầu thủ độc nhất vô nhị ngay từ khi còn trẻ. Trong bóng đá Anh hiện đại, các học viện bóng đá thường sẽ chọn những cầu thủ khỏe mạnh về thể chất. Những cậu bé thấp lùn, nhỏ con, bị hen suyễn hay cận thị thường chẳng bao giờ có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp. Vậy mà có một cầu thủ mang đầy đủ những khuyết điểm ấy,
mắc thêm tật rụt rè lại có thể vươn lên đội 1 MU và trở thành huyền thoại của Quỷ Đỏ. Không ai khác, người đó chính là Paul Scholes. Ngay từ thời thiếu niên, kỹ thuật cá nhân vượt trội đã khỏa lấp cho mọi khuyết điểm về thể chất của anh. Nếu lên mạng tìm kiếm, chúng ta có thể thấy vô số video về kỹ năng chuyền bóng thiên tài của anh. Kỹ năng ấy được thể hiện rõ nhất trong câu chuyện sau. Chả là, năm 2005, hãng cá độ nổi tiếng Paddy Power mời Scholes quay một đoạn phim quảng cáo. Nội dung của thước phim khá đơn giản. Scholes sẽ tung ra một đường chuyền và trái bóng trúng cái lon đặt trên một cái cọc gỗ cách đó chừng 30m. Để tránh mất thời gian của Scholes, các tay máy đề nghị chỉ ghi lại cảnh Scholes tung đường chuyền. Còn chuyện trái bóng rơi trúng chiếc lon sẽ được ghép thêm sau đó. Scholes từ chối thẳng thừng, anh muốn mọi thứ diễn ra thật chân thực. Và chỉ mất đúng một lần bấm máy, trái bóng từ trên Scholes đã bay trúng cái lon đặt cách đó 30m, đóng máy, ra về. Một câu chuyện khác đã được kể lại khá nhiều lần. Trong một buổi tập như bao buổi tập khác, Cristiano Ronaldo khởi động bằng các động tác múa may đẹp mắt. Trên sân tập, tôi là mẫu cầu thủ thích biểu diễn những động tác kỹ thuật đẹp mắt. Tôi thích thực hiện những kỹ thuật mà ít cầu thủ nào làm được. Thế rồi, Paul Scholes bỗng dừng tiến về phía tôi, chỉ tay vào một cái cây cách đó chừng 50m. Anh đề nghị về một cuộc tranh tài. Ai sẽ là người sút trúng cái cây đó với ít lần thực hiện nhất? Ronaldo kể lại. Scholes chỉ mất đúng một lần để tìm tới cái cây, còn tôi mất gần 10 lần mà không tài nào đá trúng. Anh ấy cười rồi bỏ đi. Một siêu sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo đã bị Scholes dạy cho một bài học về thái độ khoe khoang. Mới nhất, tháng 6 năm 2017, trong trận đấu được tổ chức đặc biệt nhân kỷ niệm tròn 11 năm Michael Carrick gắn bó với Manchester United, thế hệ Quỷ Đỏ năm 2008 tái hợp thi đấu với đội Carrick và những người bạn do huấn luyện viên Harry Redknapp dẫn dắt. Phút 14, từ phần sân nhà, Scholes thực hiện một đường chuyền chính xác tới từng centimet đến đúng ngay vị trí của Wayne Rooney cách đó gần 40m. Vào thời điểm đường chuyền siêu đoạn ấy được tung ra, Scholes đã 43 tuổi. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy kỹ năng chuyền bóng dường như là món quà mà Chúa ban tặng cho Scholes. Scholes có thể tìm thấy bố tôi bằng một đường chuyền. Tôi chưa hề được gặp ông ấy từ năm tôi 5 tuổi. Một nick Twitter tên là United Interest viết: tôi sợ rằng Barcelona sẽ chi 200 triệu bảng để mua Scholes mất thôi. Họ cần một người giỏi hơn Xavi Hernandez. Một cổ động viên khác tên là Thomas Luke Ewasdua: vâng, Scholes là vậy. Nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của anh là điều mà các danh thủ đều phải ngã mũ. Vì để có thể phất những đường chuyền dài vượt tuyến như thế luôn đòi hỏi không chỉ kỹ thuật điêu luyện mà còn là khả năng phán đoán tình huống và tầm nhìn bao quát vô cùng rộng lớn. Sân Old Trafford ngày 25 tháng 4 năm 2007 chứng kiến trận bán kết lượt đi Champions League giữa Manchester United và AC Milan. Phút thứ 59, Scholes nhận đường chuyền của Michael Carrick trong tư thế đứng song song với khung thành đi đà. Anh khẽ con người lại rồi tung một cú vẫy má ngoài trên phải cực nhanh. Trái bóng từ chân Scholes đi lên cao loại hoàn toàn hàng thủ của AC Milan, giúp Rooney đối mặt đi đà để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Tình huống ấy ngoạn mục đến mức người hùng sau trận đấu Rooney phải thốt lên: thật hạnh phúc khi được chơi với một thiên tài như anh ấy. Những pha bóng như vậy không có nhiều trong bóng đá Anh. Nhưng nếu theo dõi MU và để ý chàng trai tóc vàng thầm lặng đó, người ta sẽ thấy chúng xuất hiện rất nhiều. Bóng đá Anh thường gắn liền với khái niệm chạy và sút, nặng tính giải trí và ít sự khai phá mạnh về chiến thuật. Lối đá thế nào, sinh ra con người như thế đấy. Các tiền vệ người Anh vì vậy bị chê bai là tư duy chơi bóng không cao bằng các đồng nghiệp đến từ Tây Ban Nha hoặc Italia. Tuy vậy, Scholes là một sự ngoại lệ đặc biệt. Những cú vẫy má ngoài, những đường chuyền dài chính xác đến từng centimet là thương hiệu của anh. Mà để thực hiện hai kiểu chuyền đó, bạn phải là người thấy được khoảng trống trước khi nó mở ra. Trong nền bóng đá hiện đại,
Còn mấy ai có khả năng chọn vị trí, sút bóng sống từ tuyến 2, tung ra những cú volley đẹp mắt như Scott? Chắc hẳn fan MU không thể nào quên cú rút kép không thể cản phá của Paul Scholes trong trận bán kết Champions League với Barca năm 2008, cũng là mùa mà MU lên ngôi vô địch. Thời điểm ấy, cả thế giới đang mong chờ những màn đối chọi và tỏa sáng của hai ngôi sao giỏi nhất đương thời là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Song chính Scholes mới là người tạo ra sự khác biệt. Khoảnh khắc quyết định của trận đấu tới ngay ở phút thứ 14, khi đội chủ nhà MU đang tỏ ra khá lúng túng trước lối chơi nhanh và đầy hứng khởi của Barca kể từ đầu trận. Tận dụng pha chuyền bóng lội của James Rota, Paul Scholes đoạt được bóng và bất ngờ tung một cú sút không thể cản phá từ cự ly khoảng 25m, đưa bóng vào góc cao bên phải khung thành Van Ness, khiến pha bay người của thủ thành này trở nên vô nghĩa. Đó hẳn là một khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Paul Scholes và Champions League. Vì ngay lúc Scholes tung cú sút đầy ngoạn mục ấy, camera đã bắt được cảnh một thiên tài khác là Lionel Messi đang đứng như trời trồng, đầy bất lực nhìn quả bóng găm vào khung thành của đội mình. Rất nhiều năm sau đó, MU tìm mỏi mắt một Scholes mới, nhưng rõ ràng bản gốc đẳng cấp với những kỹ năng thượng thừa như thế, tìm bản sao đã khó, nói gì đến bản nâng cấp. Nhưng Scholes không chỉ có kỹ thuật trên sân cỏ, anh còn là tấm gương mẫu mực cho các cầu thủ trẻ noi theo về tinh thần thi đấu, sự chuyên nghiệp và một nhân cách vĩ đại. Chuyện kể rằng năm 1998, Manchester United sang Hồng Kông thi đấu giao hữu. Vừa xuống xe bus, trong khi các đồng đội ngay lập tức ùa vào khách sạn chiêm ngưỡng những cơ sở vật chất mà họ sẽ được hưởng thụ trong vài ngày tới, thì Scholes là người duy nhất hỏi thăm về điều kiện sân bãi và đề nghị được đưa tới sân trước tiên. Trên sân cỏ, Scholes tương phản hoàn toàn với sự trầm lặng ngoài đời thường. Số 18 của MU chưa bao giờ ngần ngại với những pha va chạm. Suốt sự nghiệp thi đấu, Scholes phải nhận tới 99 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ tại Premier League, xếp thứ tư trong danh sách các cầu thủ lĩnh nhiều thẻ nhất của giải. Ở Champions League, chưa có cầu thủ nào bị phạt tới 32 thẻ vàng như Scholes. Vậy nhưng, fan túc cầu chả ai chê lối chơi của Scholes là xấu xí, bởi tất cả đều biết rằng trong con người ấy luôn cháy bừng nhiệt huyết. Một phần khác khiến nhiều cổ động viên thông cảm cho Scholes, anh thường chỉ làm việc ấy trên sân khách. Còn mỗi khi ở Old Trafford, Scholes luôn làm khán giả mãn nhãn bằng những đường truyền dài vượt tuyến cùng những cú nã đại bác trái phá. Không vượt trội về mặt thể chất với dáng hình thấp bé, những pha vào bóng có phần thô bạo của Scholes chính là vũ khí giúp anh vực dậy tinh thần của đồng đội ở khu trung lộ. Mặt khác, điều đó khiến đối phương phải e dè, không dám bắt nạt Scholes. Họ biết nếu chơi xấu với Scholes, họ sẽ phải lãnh hậu quả tồi tệ hơn. May thay, tài năng chói sáng của anh đủ để khỏa lấp hoàn toàn mặt tối đó. Nhưng điều đó chẳng thể phủ nhận đường đến vinh quang của Scholes trải đầy những cầu thủ phải nằm ôm chân đau đớn do bị anh soạn trúng. Đấy là một trong những nốt trầm trong bản giao hưởng đầy cao trào về sự nghiệp của Paul Scholes. Nhưng đó cũng chính là sự thể hiện tình yêu tuyệt đối của anh dành cho câu lạc bộ. Một thứ tình yêu thật kỳ lạ, bất chấp và sống hết mình với tình yêu đó. Vào năm 2008, khi Manchester United gặp Zenit tại trận tranh siêu cúp châu Âu, phút 90, người hâm mộ được chứng kiến một bàn thắng điên rồ khi MU đang bị dẫn 1-2. Và bàn thắng ấy đến từ Paul Scholes sau đường tạt bóng của West Brown. Nhưng thay vì một cú đánh đầu sấm sét, Scholes lại dùng cánh tay với uy lực như một vận động viên bóng chuyền đưa trái bóng vào lưới. Tất nhiên là trọng tài phát hiện ra hành động này. Ông rút chiếc thẻ vàng thứ hai và yêu cầu cầu thủ mang áo số 18 rời sân ngay. Chàng trai ấy mất trí trong một vài tích tắc vì muốn có được bàn thắng giải nguy cho đội nhà. Anh rời sân mà vẫn nhận được tràng pháo tay từ người hâm mộ. Trong thời đại các cầu thủ bóng đá chạy theo tiếng gọi đồng tiền, sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Scholes chưa bao giờ có một người đại diện trong suốt sự nghiệp chơi bóng của mình. Scholes từng khẳng định đội bóng mà anh lựa chọn là
Manchester United và anh sẽ gắn bó trọn đời với câu lạc bộ. Bởi thế, anh không cần một người đại diện để thương thảo hợp đồng. Mọi đề nghị dù không lớn về mặt giá trị tiền bạc từ MU, Scholes đều vui vẻ chấp nhận. Một sự trung thành hiếm có. Chủ tịch Massimo Moratti của Inter Milan kể lại rằng: "Chúng tôi đã từng cố gắng ký hợp đồng với Paul Scholes. Tôi đưa ra một tấm séc và nói: hãy viết con số mà cậu muốn. Cậu ấy trả lời rằng: nếu muốn có được sự phục vụ của tôi, ông phải mua được cả Manchester United." Còn Sir Alex Ferguson nói rằng: "Ký hợp đồng với Scholes là điều dễ dàng nhất với tôi. Cậu ấy sẽ ký hợp đồng mà không quan tâm đến nội dung bên trong là gì." Cả Ferguson lẫn Scholes đều hiểu tầm quan trọng của anh với MU. Bao nhiêu cựu cầu thủ MU được mời gọi trở lại sau khi đã ra đi đúng nửa năm? Bao nhiêu cầu thủ sẽ trở lại thi đấu đỉnh cao sau khi đã tuyên bố giải nghệ? Trở lại, Scholes vẫn vậy. Không hào nhoáng nhưng luôn là một siêu sao không thể thay thế. Trận đấu gặp Manchester City ở vòng 3 FA Cup mùa giải 2011-2012, Paul Scholes khiến cánh báo chí nổ tung khi xuất hiện trên ghế dự bị và có tên trong danh sách đăng ký. Vài giờ sau, anh được tung ra sân với đôi giày hạng xoàng có giá trị xấp xỉ 1 triệu Việt Nam đồng mua ở cửa hàng xoàng xỉn nhất. Anh giúp MU thắng đại kình địch với tỷ số 3-2. Chừng đó là quá đủ để nói về tình yêu mà Scholes dành cho Manchester United. Anh chấp nhận bước ra ánh sáng khi đã lùi vào bóng tối lúc đội bóng cần. Khi MU cần, Scholes có. Khi MU khó, có Scholes. Bàn thắng muộn của Aguero vào lưới Quibia ở phút 93 vòng đấu cuối mùa giải ấy đã làm màn trở lại của Scholes kém vui đi nhiều vì MU mất chức vô địch tưởng như đã nằm trong lòng bàn tay. Nhưng cuối cùng, anh vẫn được hưởng trái ngọt một năm sau và có thể giải nghệ lần này là thực sự với một nụ cười. Manchester United đã tồn tại suốt nhiều năm mà không cần các số 10 lãng mạn đóng vai trò hậu công. Hoặc nếu bạn giải thích theo cách ngược lại, tài năng của anh đã tiêu diệt các hậu công hạ cánh đến Old Trafford, kể cả phù thủy nhỏ Joan Veron lẫy lừng của Argentina. Nhưng trong cái chốn phồn hoa xô bồ của bóng đá Anh, sự thầm lặng ấy khiến người ta quên lãng đi hoàng tử tóc vàng, để trao cho anh những lời ngợi khen và phần thưởng mà anh đáng ra phải có. Cả sự nghiệp, Scholes chưa bao giờ có một danh hiệu cá nhân lớn lao nào. Có lẽ anh vì chiến thắng trong trái tim của người hâm mộ Quỷ Đỏ. Ngày 4 tháng 8 2004, một tháng sau trận thua tức tưởi trước Bồ Đào Nha ở tứ kết Euro 2004, Scholes tuyên bố chia tay tuyển Anh. Thời khắc đó, những người hâm mộ bóng đá Anh và cả huấn luyện viên tuyển Anh Sven-Göran Eriksson không hề biết họ đã mất điều gì, với suy nghĩ rằng đội tuyển đã có Frank Lampard và Steven Gerrard. Không những tài năng mà còn có sức trẻ, cộng thêm Owen Hargreaves vừa xuất hiện, người Anh nhẹ nhàng chia tay Scholes. Nhưng đó cũng là lúc bóng đá Anh mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ dẫm chân nhau của Lampard và Gerrard, thời kỳ của biệt danh sư tử giấy, hoặc thô thiển hơn là thời kỳ lợn siêu nạc gắn với đội tuyển. Họ được giới truyền thông bơm vá quá nhiều, trong khi những người thầm lặng có giá trị thiên tài như Scholes thì chẳng còn quay trở lại. Scholes cống hiến 20 năm cho Manchester United với 718 trận và 155 bàn thắng. Nhưng anh không có người đại diện, anh chỉ cần mẫn trên sân tập, thầm lặng trên sân cỏ, quán xuyến cả tiếng giữa, ra đi và trở về. Đó là lý do vì sao anh được xem là tượng đài vĩ đại nhất trong lòng Manchester United. Vào cái ngày mà Alex Ferguson chia tay bóng đá, đấy cũng là lúc Scholes vẫy tay tạm biệt. Hôm đó, sân Old Trafford đã mất cùng lúc tới hai thiên tài, một trên băng ghế huấn luyện và một ở trên sân cỏ. Kể từ đó, các chiến thắng của Manchester United cũng đi theo bước chân của họ, đến hôm nay vẫn chưa tìm được trốn về. Có lẽ giữa bao ngổn ngang hiện tại ở Old Trafford,
nơi được mệnh danh là nhà hát của những giấc mơ vẫn đang vùng vẫy trong cơn ác mộng. Người hâm mộ MU thật sự rất nhớ về Postcode và mơ về một thời oanh liệt đã qua. Còn cả nhà thì sao? Cả nhà có suy nghĩ gì về tài năng và nhân cách của một trong những tiền vệ hay nhất trong lịch sử là Postcode? Cả nhà hãy cho ẩm thực và cuộc sống biết điều ấy bằng cách comment bên dưới. Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm kênh Ẩm thực và cuộc sống. Nếu cả nhà thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ video cho nhiều người khác cùng biết. Hãy đăng ký subscribe để sớm nhận được những video tiếp theo.